Chào tất cả anh em, hello mọi người, lại là mình tiếp tục cho series của con game tài xỉu. Và hôm nay diễn ra vương mực 4 và cách soi để xem ăn non và kiếm được vài đồng giống như mọi khi. Và cái tay này thì diễn ra xỉu à, 50k đầu tiên xem nào. Ui, 3, 6, 7 tay liên tiếp, 7 tay liên tiếp anh em ạ. Chọn ngược với những pha cầu đi đến mức độ này. Và cái tay này thì diễn ra tài, gãy tài à, thế theo thôi. Theo thôi anh em ạ. Và tôi sẽ theo đó như này 150k xem nào. Đó là một pha xài húp ngay tay này. Rồi đây, có thật sự hại hại đây không? Tôi sẽ nhảy về, đó là về xỉu này 100k xem nào anh em nhé. Thật sự mà nói là đây thật sự là quả cầu một một anh em ạ. Và giờ đây thực sự còn tiếp là không, quả ăn non và soi sự quyết đoán có ăn nổi là cầu. Không rồi, nhảy về tài ngay. Và tài như thế thì có tài tiếp hay 1-1 đây. Tôi nghĩ rằng có khả năng 1-1, liệu có đúng là không? 200k tiếp theo. Đúng như lời tôi nói, đó là 1-1. Và bây giờ có tài tiếp hay quay về siêu. Tôi sẽ xuống đó là 150k tài này. Không giờ anh em ơi, bet như thế thì không biết câu 3 là không. Ba sĩ xuống này. Quá khứ thì chưa thấy câu 3, nhưng tài thì đứng khá là nhiều ở trong tay này rồi. Để xem. Chúng của nó đây rồi, lụm ngay. Rồi đây thì để xem thử có thật sự tiếp tục nữa là không. Không rồi, bị gãy về tay ngay. Và để xem tay như thế này thì còn tiếp được không. Không nên vội vàng xuống tiền, cứ từ từ, bình tĩnh, cứ xem xét đã anh em ạ. Quay về xỉu ngay. Xem thế nào. 50-50 anh em nhé. Có 1-1, 2 quay về xỉu. Tôi theo đó 1-1 xem nè. 150k. Chúng của nó đây rồi. Chứng chưa? Lụm ngay chưa? Quá ngon, những pha khá là nghi ngờ. Từ đây tiếp tục.
Đấy, đi một mục. Và khi mà nó đi như thế này thì chỉ có vài tay thôi, không có đi quá nhiều. Nhưng nó đi đôi lúc là cầu 2 hoặc là cầu 4. Chứ tôi chưa thấy đi cầu 3 là nó sẽ bẹt về tay nào hết. Đó là tiếp xúc, đó là tài hút ngày và sinh ra như nào. Bây giờ một tay hai tay liên tiếp rồi, không biết cái tay này còn là không. Tiếp tục là 100k xem nào. Đó là một pha xỉu lùm ngay luôn. Tôi không nghĩ rằng đi cầu vị khủng đến mức độ này. Và giờ đây xỉu như thế thì có xỉu tiếp hay không? Tiếp tục. Vì khi mà đi một mục như này, ba bóng tay thì dừng lại, chứ không có mà cái vụ mà đi nhiều đến mức độ này đâu. Và bây giờ để xem thử tay này như thế nào. Đấy, anh em thấy chuẩn của nó chưa? Chuẩn quá. Và bây giờ xỉu còn tiếp tục hay về tài. Và nếu như tài này có chủ đúng hay sai, cũng từ từ tôi nghĩ rằng là mình với mức lãi và với mức vốn này kiếm được một củ khá là ngon rồi. Đừng có mơ mộng gì hết cả. Tôi thật sự mà nói như thế. Hãy nên biết điểm dừng còn sớm càng tốt. Và cái tài này diễn ra đó là tài hai ván chịu là tài. Và tài anh em thấy rằng 13 để bây giờ có ai ai hay quay về chịu thì mời anh em hãy chú ý đoạn cầu này. Đó là tiếp tục, đó là một pha tài. Đấy, tài bây giờ thì còn tài thiệp hay quay về xỉu nữa đây. Đó là một pha tài. Tài lớn luôn rồi, nhưng mà tài lớn như thế thì có ra xỉu hai tài tiếp. Mời anh em hãy chú ý những cái đuôi cầu này. Tôi bây giờ tắt đi cũng được, nhưng đã quay thì quay tới nơi tới đến để anh em hiểu rõ. Đó là một pha xỉu ngày đấy. Và hôm nay dẫn chứng và đưa ra cách bắt và soi có gì không hay như comment mình để lại lần lượt, còn mỗi ngày cập nhật và những đưa video mới. Còn bây giờ hẹn anh em video sau nhé.